Hello, quán back to my channel Start to get it go. Các bạn cùng mình khám phá từ ngày đầu tiên nào. Sau buổi số phận. Let's go. Let's go. Thank you.
Oh my gosh. Oh man. Green light. Red light. Rồi, dừng lại luôn. Green light. Red light. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ ba. Oh!
Ross. Glow. Level below. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Lúc đó phải dừng luôn. Ok,
tiếp tục nào, let's go. Rồi, tiếp tục. Squid Game, Philo. Thank you.
Let's go. Tiếp tục lại. Giờ sang bên này. Tiếp tục đi thẳng. Oh my god. Đài luôn rồi. Rất là khó các bạn nhé. Càng về sau thì càng khó hơn. Bởi vì sẽ không tính toán được. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Scary Teacher vào đây.
Let's go. Okay, va a haber de mi sitio en Santa Catarina. Frank, ¿tú? Sorry. Come on, love. Have a seat. Could I already see him after two film? Horror game, eh? Oh my gosh.
mà ta lại thích thể loại game kinh dị. Thế thì mình phải chọn phương án 2. Bóng đen. Chuột đi. Yummy, yummy, yummy. Oh man. La 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 la. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng. Survive. Let's go. Cái loại súng này là 10.000. Rồi, mình sẽ phải bắn súng lục thôi. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nhá. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang level 3. Okay, let's go.
Level 4. Tìm chiếc chìa khóa gì đó. Đây không có gì. Tiêu diệt con này đã. Một con quái thú. Xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.